Đại đức xưa nay thường nói, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất. Phật pháp nói ngộ đạo, nói chứng đạo, chứng quả là ý gì? Chẳng qua là muốn bạn thực sự hiểu rõ tâm là gì mà thôi. Cho nên gọi là minh tâm kiến tánh. Đây chính là đại triệt đại ngộ. Đây chính là chứng được Phật quả Bồ Đề Vô Thượng. Tâm, chúng ta hiện nay nhìn thấy chữ này lập tức liền nghĩ rằng tâm là ở chỗ này, là trái tim, đây là nhục đoàn tâm. Cái tâm này là không có lợi ích, không có công dụng, đây là sai lầm. Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, Thế Tôn liền hỏi Tôn giả An An. Ông lúc mới phát tâm vào cửa Phật là do nhân duyên gì? Ngài rất thật thà trả lời Thế Tôn. Ngài nói, con nhìn thấy tướng hảo của Thế Tôn. Tướng này quá đẹp. Tướng này dứt khoát không phải do cha mẹ sanh ra, nhất định là do tu hành thành tựu. Con thường nghĩ về vấn đề này, cho con cũng muốn được tướng hảo như vậy, cho nên phát tâm xuất gia để mà tu hành. Thế Tôn nghe xong liền gật đầu nói là trong tâm ông nghĩ. Phật liền tiến thêm một bước hỏi ông, tâm ở đâu? Phật pháp thường nói có chân tâm, có vọng tâm, nhưng bất luận là chân tâm hay vọng tâm, vậy tâm ở đâu? Ngài thông minh hơn chúng ta. Ngài đã nghĩ ra được bảy chỗ, còn chúng ta không cách nào có thể nghĩ ra được. Nhưng bảy chỗ đó đều bị Phật phủ định cả. Thế là Ngài liền bối rối, hướng về Thế Tôn thỉnh giáo, tâm ở đâu? Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm này là chân tâm, còn thức là vọng tâm. Chân tâm và vọng tâm là một tâm. Sao gọi là chân tâm, là vọng tâm vậy? Hoàn toàn giác ngộ gọi là chân tâm. Kèm theo có mê hoặc là vọng tâm. Mê hoặc là sao? Chúng ta ở trong các buổi giảng thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong tâm bạn chỉ cần có ba thứ này chưa loại bỏ sạch sẽ thì đây chính là vọng tâm. Chân tâm không thể hiện tiền. Nếu cái thứ này hết thảy đều gạn lọc hết rồi, hoàn toàn không còn nữa, thì chân tâm liền hiện tiền. Quyết không phải nói ở ngoài vọng tâm còn có chân tâm, thế là không tìm ra rồi, vì là chân tâm cũng không có. Cho nên nói chân vọng không hai, chính là đạo lý này. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả thì chân tâm liền hiện tiền. Chân tâm là năng hiện, năng hiện vũ trụ hư không. Trong Phật pháp nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, ngay cả nhất chân pháp giới đều do chân tâm biến hiện ra. Ở trong cảnh giới sở hiện này sanh ra thay đổi, khởi đầu nó hiện là nhất chân, gọi là nhất chân pháp giới. Đó là hoàn toàn không có vọng tâm, chân tâm hiện ra.
Thế giới Hoa Tạng ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Tây Phương Tịnh Độ nói là thế giới Cực Lạc đều do chân tâm mà hiện ra. Cho nên nó không thay đổi. Người sanh về nơi đó, ai đấy đều là thọ vô lượng. Ai nấy năm nào cũng tuổi 18, họ không già, vĩnh viễn không suy, không già, không bệnh. Vì sao vậy? Họ là do chân tâm hiện ra. Từ đó cho thấy chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết là do vọng tâm tạo nên. Vọng tâm chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dễ như đem vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều đoạn hết, thì chúng ta và chư Phật Như Lai giống nhau, cũng là bất sanh bất diệt, không già, không suy, không bệnh. Cái đại đạo lý này ở trong tất cả kinh luận Đại Thừa Phật đều nhắc đến cho chúng ta. Đây là cái mà chúng ta cầu. Cho nên Phật và chúng sanh là bình đẳng, quyết định bình đẳng, không có cao thấp. Tại vì sao chúng sanh không giống Phật vậy? Vấn đề phát sinh ở chỗ này. Phật nói cho chúng ta biết ba loại phiền não tập khí này, nếu như chúng ta đem chấp trước buông xả, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không chấp trước nữa, thì bạn liền thoát khỏi lục đạo. Người này ở trong Phật học được gọi là A-la-hán. A-la-hán Bồ-Tát Phật là danh xưng của ba học vị ở trong nền giáo dục Phật Đà. Bạn cầm được học vị này rồi thì vĩnh viễn không bị thoái chuyển, không đi thọ khổ trong lục đạo luân hồi. Đây là học vị thứ nhất cầm được rồi. Nếu như tiếp tục đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không phân biệt, phân biệt vọng tưởng đều dứt hết, thì bạn được gọi là Bồ Tát. Từ đó cho thấy A-la-hán tuy không chấp trước nhưng họ vẫn còn phân biệt. Bồ Tát không chấp trước cũng không phân biệt, cao hơn A-la-hán. Nhưng họ vẫn ở trong thập pháp giới, chưa thoát khỏi phạm vi thập pháp giới. Cho nên họ cần phải đem vọng tưởng đoạn dứt mấy phần. Cái vọng tưởng này gọi là vô minh phiền não. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 phẩm, cũng chính là nói phiền não nhiều ít, đem nó chia thành 41 loại. Chỉ cần đoạn một phẩm thì bạn thoát khỏi 10 pháp giới, vào ngay nhất chân pháp giới. Vào nhất chân pháp giới còn dư lại một số vọng tưởng vi tế, từ từ đoạn thêm. Chữ từ từ này trong Kinh Đại Thừa nói phải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải qua thời gian dài như vậy mới có thể đem tập khí vọng tưởng đoạn sạch sẽ. Vậy là bạn thành Phật. Bạn cầm được học vị cao nhất, đó là học vị Phật Đà. Chúng ta ngày nay nói vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mọi người dễ hiểu hơn. Nhưng danh từ trong Phật học không phải nói như vậy. Danh từ trong Phật học là nói vô minh phiền não, trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chính là chấp trước, trần sa phiền não chính là phân biệt, vô minh phiền não chính là vọng tưởng. Tôi đem nó đổi qua danh từ khác thì mọi người dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Cho nên chúng ta thật sự là bị vọng tưởng phân biệt chấp trước hại rồi.
Ngay cả làm người chúng ta cũng không tự tại, hàng ngày sanh tâm phiền não. Vì sao vậy? Ta đi đến đâu cũng được chấp trước thân phận của ta. Phân biệt thân phận, chấp trước thân phận. Phải có địa vị của ta, phải có danh dự của ta, có đáng lo hay không chứ? Toàn là giả mà. Có những thứ này, bạn liền có sanh tử, liền có nhân duyên quả báo. Trong nhà Phật nói, bạn có thiện niệm sẽ thọ báo ba cõi thiện trong sáu cõi. Bạn có ác niệm thì sẽ thọ báo ba cõi ác. Nếu ý nghĩ thiện ác không còn nữa thì sáu cõi cũng không còn. Nhân của sáu cõi không còn nữa thì đâu có quả báo của sáu cõi chứ. Những vị A-la-hán Bồ-Tát Phật, các ngài rất tự tại. Muốn đi đến lục đạo, các ngài liền đến. Các ngài đến không phải để thọ báo, mà đến là để giúp chúng sanh giải thoát. Chúng ta thường nói thừa nguyện tái lai. Cho nên cửa sáu cõi này, các ngài xuất nhập cảnh tự do. Còn chúng ta thì không tự do, chúng ta ở trong đây không thể ra được. Còn các ngài đến đi tự tại. Trong phẩm phổ môn mà các vị đã đọc tụng, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân ở trong sáu cõi. Cần dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện thân đó. Bạn thấy ngài tự tại biết bao. Nếu như ngài có một thân tướng thì ngài không thể hiện thân tướng thứ hai. Cũng như chúng ta chấp trước cái thân này là ta thì không thể hiện cái thân tướng thứ hai. Các ngài không có chấp trước, cho nên tùy loại mà biến hóa. Biến hóa tự tại, không phải trong tâm mình muốn. Còn như nói tôi muốn biến ra cái gì đó, thế thì hỏng rồi, tôi chính là phàm phu. Vì sao vậy? Ta lại có phân biệt, có chấp trước rồi. Cái ngày biến hóa không phải do chính mình nghĩ, mà do trong tâm chúng sanh nghĩ. Chúng ta muốn Bồ Tát Quan Thế Âm hình dáng như thế nào, ngài liền hiện như thế đó. Tùy theo tâm chúng sanh nghĩ mà biến, không phải tùy theo mình nghĩ. Bản thân các ngài hoàn toàn không có nghĩ. Nghĩ là chấp trước. Tổ tiên xa xưa của Trung Quốc tạo ra chữ viết rất có ý nghĩa. Tư là phân biệt. Bạn xem chữ tư, ở trên chữ tâm có rất nhiều ô vuông. Ô vuông đó chính là chữ điền. Ô vuông đó là phân biệt. Tưởng là trên tâm có tướng, chấp trước cái tướng đó, cho nên tưởng nghĩa là chấp trước. Còn tâm là gì? Là đem chữ điền bỏ đi, tướng cũng bỏ đi, phần còn lại đó là tâm. Cho nên bạn xem cái đẹp, cái thù thắng của chữ Trung Quốc mà trên thế giới, bất luận quốc gia chủng tộc nào cũng tìm không ra. Nó là ký hiệu trí huệ, khiến bạn vừa nhìn là giác ngộ, là hiểu rõ ngay. Cho nên tư tưởng không phải là cái tốt. Ngày nay nói tư tưởng của người nào đó là xong rồi, họ là phàm phu sáu cõi. A-la-hán có tư không có tưởng. Nếu tư và tưởng đều không còn nữa thì người này là Bồ-Tát. Cho nên ở trên kinh Phật thường nói, Phật trong 49 năm này không hề nói một câu nào. Nếu Phật thuyết pháp là ngài có tư tưởng rồi, ngài không có tư tưởng. Cho nên kinh Phật không thể dùng tư tưởng để nghiên cứu, vì Phật không có tư tưởng. Mà dùng tư tưởng để nghiên cứu là biến thành nghĩ tưởng sằng bậy. Ý của Phật, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Câu này phải giải như thế nào đây? Xa lìa tư tưởng, không có tư tưởng là bạn có thể thể hội được ý của Phật. Đây là trí huệ chân thật, là trí huệ viên mãn. Đoạn văn này ý nghĩa rất là sâu, 30 phút cũng giảng không xong. Nhi tâm vô sắc, tâm không phải vật chất. Chữ sắc này là nói sắc pháp, như ở trong ngũ uẩn nói sắc thọ tưởng hành thức. Tâm không phải sắc pháp. Hiện nay khoa học đem nó chia thành hai loại lớn, một cái là vật chất, một cái là tinh thần. Nhà Phật nói sắc là chỉ vật chất, tâm là chỉ tinh thần.
chúng ta có thể nói như vậy. Vì trong nó có chân tâm, có vọng tâm. Cái tâm này của phàm phu chúng ta là một bộ phận của tinh thần. Bất luận là chân tâm hay vọng tâm, nó đều không phải vật chất. Cho nên mắt bạn không nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy, cơ thể cũng không tiếp xúc được. Ngay cả trong tâm bạn nghĩ cũng không nghĩ được. Sáu căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý đó chính là ý nghĩ, đều không đến được. Trong sáu căn, năng lực mạnh nhất, công năng thù thắng nhất là ý căn. Chúng ta thường thường khởi vọng tưởng từ sớm đến tối, nghĩ ngợi lung tung. Có thể nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ về quá khứ, vô thị kiếp, nghĩ đến vị lai vô lượng kiếp, nghĩ đến thế giới này, nghĩ đến ngoài không gian, nghĩ đến những cõi nước của chư Phật. Bạn đều có thể nghĩ, nhưng tâm này thì không nghĩ ra. Chắc chắn là không nghĩ ra. Vì nó không phải sắc pháp, cho nên Phật nói bất khả kiến. Sáu căn chắc chắn không thể đến được. Bất khả thủ, bốn chữ này của Ngài là hai câu. Bất khả kiến thủ là bất khả kiến và bất khả thủ. Thủ là gì? Là chấp trước. Bạn dứt khoát không có cách gì chấp trước. Quả thật nói, bất khả kiến, bất khả thủ không những là tâm mà sắc cũng như vậy. Sắc chúng ta nói, cái đứng đầu quan hệ với chúng ta, cái thân mật nhất là thân của chúng ta. Thân của chúng ta có thể thấy, nhưng dứt khoát không thể thủ. Thủ là có ý chiếm hữu. Ý là tôi có được. Thân thể này của chúng ta, tự mình có thể làm chủ được hay không? Không thể. Hiện nay nhà khoa học chứng minh, tế bào trong cơ thể chúng ta chuyển hóa, thay cũ, đổi mới. Thay đổi theo từng sát na. Tế bào cũ chết đi, tế bào mới sanh ra. Bất khả thủ. Nếu như có thể thủ, thì tế bào của ta là vĩnh viễn như thế này. Bất sanh, bất diệt. Thế là ta thủ được rồi. Bạn biết, cái thân này còn bất khả thủ, huống hồ là vật ngoại thân. Hay nói cách khác, có cái gì là của bạn đâu chứ? Ngay cả cơ thể của mình cũng không phải. Như vậy thì bạn mới là thật sự giác ngộ. Bạn thật sự nhìn thấu. Nhìn thấu là hiểu rõ rồi. Hiểu rõ một cách triệt để rồi. Ở trong Phật Pháp thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Pháp thế xuất thế gian chính là vòng nhân quả. Nhân quả tại vì sao bất không? Thì chúng ta muốn hỏi nhân quả có ở trong vạn pháp hay không? Có. Vạn pháp giai không, vì sao đó bất không? Điều này chúng ta phải hiểu rõ ràng. Nhân sẽ biến thành quả, thì nhân đã không, quả lại biến thành nhân tiếp theo, thì quả cũng không. Cho nên nhân và quả đều không thể được. Nói là nhân quả bất không là ý nói gì? Nhân quả chuyển biến bất không. Nó chuyển biến lẫn nhau. Nhân chuyển thành quả, quả chuyển thành nhân. Nhân lại biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Chuyển biến bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. Đây là nói ba sự việc này: chuyển biến, tương tục, tuần hoàn. Bạn phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên Phật ở trên bộ kinh này, bộ kinh này hay, nói gọn đủ ý, kinh văn không dài. Trong bộ kinh này, Phật dạy người phải đoạn ác tu thiện.
Tại vì sao vậy? Bạn có thể đoạn ác tu thiện thì sự chuyển biến của bạn càng chuyển càng tốt. Sự tuần hoàn tương tục của bạn càng ngày càng tự tại. Nếu như không biết đạo lý này, tùy thuận theo phiền não tập khí của mình thì phiền phức thật rồi. Sự chuyển biến của bạn là càng chuyển càng tệ hại. Tương tục tuần hoàn là đọa lạc xuống thêm. Cho nên tất cả pháp thế xuất thế gian không có người nào khác làm chủ tể cho bạn, tự làm tự nhận. Phật cũng không thể giúp gì cho bạn. Trong tôn giáo thông thường nói Thượng Đế, trong Phật Pháp chúng ta nói tâm, nói tánh. Bạn xem hôm qua tín đồ của đạo hội báo cáo giới thiệu sơ lược với chúng ta, tất cả đều do thánh A-la làm chủ. A-la là chủ thể duy nhất trên thế giới này. A-la mà họ nói chính là tâm tánh của chúng ta nói. Nhưng họ vẫn chưa nói đến chân tâm. Cái họ nói là vọng tâm. Vì sao vậy? Họ muốn làm chủ tể thì chủ tể đó là vọng tâm. Ở trong chân tâm không làm chủ tể. Ở trong chân tâm không có vọng tâm. Cũng nói tương đối cao rồi. Chỉ cách một bậc. Khi một bậc đó đảo ngược lại thì nhận được chân tâm ngay. Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ. Chúng ta phải thường luôn ghi nhớ câu nói này. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói rất cụ thể, nói rất thấu triệt. Kinh văn câu đầu tiên bạn xem: Quán tự tại Bồ Tát, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quán, quán là tự tại rồi. Quán là quán chiếu. Sao gọi là quán chiếu vậy? Bồ Tát dùng tâm gọi là quán chiếu. Cũng chính là nói, các ngài sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, các ngài cũng không phải không có, mà giống như chúng ta vậy. Nhưng các ngài lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là quán chiếu. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong đó thì gọi là tư tưởng. Phàm phu chúng ta dùng tư tưởng, các ngài không dùng tư tưởng nên gọi là quán chiếu. Quán chiếu có thể thấy tướng chân thật của tất cả hiện tượng. Trong đây xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chúng ta thấy tất cả mọi cảnh giới là thấy thành tướng hư vọng, đem tướng chân thật bóp méo rồi. Nên chúng ta không nhìn thấy tướng chân thật. Nếu xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn nhìn thấy chân tướng ngay. Bản thân chúng ta tự bóp méo chân tướng, không phải hiện tượng bên ngoài bị bóp méo, không có đạo lý này. Đây là chính bạn bóp méo cái công năng sáu căn của chính mình, hoàn toàn không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài vĩnh viễn là trung lập. Vì sao vậy? Cảnh giới bên ngoài là duy thâm sở hiện. Cho nên Phật Bồ Tát ngồi chung với chúng ta, tay bắt tay, mà cảnh giới của hai người hoàn toàn khác nhau. Họ ở nhất chân pháp giới, chúng ta ở sáu cõi luân hồi. Quyết không phải ở ngoài lục đạo luân hồi, còn có nhất chân pháp giới. Ngoài nhất chân pháp giới còn có lục đạo luân hồi, không phải vậy, mà đều viên dung với nhau. Thí dụ vào buổi tối trăng sáng rất đẹp, có rất nhiều người đang ngắm trăng, mọi người nhìn thấy giống nhau mà cảm xúc mọi người lại khác nhau. Hiện tượng này bạn rất dễ dàng hiểu là do cảnh giới của mọi người không như nhau. Cảnh sắc bên ngoài là một, hoàn toàn không chỉ cảm thọ của bạn mà sinh thay đổi.
Bạn từ cái thí dụ nhỏ này, thí dụ nhỏ từ từ mà tư duy, mà thể hội. Không nên nghiên cứu, vừa nghiên cứu là hỏng rồi. Đó là càng nghĩ càng xa thực tế, càng nghĩ càng là ngã. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Hôm nay chúng ta nói tiếp. Tâm này từ đâu mà có? Những lời trên kinh nói, chúng ta vừa nhìn liền biết đây là thức tâm, không phải chân tâm. Vì chân tâm không phải hư vọng, nó là chân thật. Cho nên nhìn qua, đây chính là A-la-gia thức. Đáng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã, ngã sở. Các vị đã học qua Bách Pháp Minh Môn Luận của Tướng Tông. Nếu như có chút nền tảng về bộ tiểu luận này, thì mấy câu này sẽ vô cùng dễ hiểu. Chúng ta biết Bách Pháp là Bồ Tát Thiên Thân đem 660 Pháp ở trong Du Già Sư Địa Luận quy nạp thành 100 Pháp để tiện lợi cho người sơ học Đại Thừa. Đây là bài đầu tiên của Nhập Môn Tướng Tông, là bài đầu tiên của người sơ học. Bách Pháp này nói điều gì? Nếu bạn hiểu được Bách Pháp nói gì, thì bạn liền hiểu được 660 Pháp nói ở trong Du Già Sư Địa Luận là gì. Đây là đem tất cả mọi Pháp ở trong vũ trụ quy nạp thành 100 điều. Ở trong mỗi một điều, sự hàm chứa trong đó là vô lượng vô biên, không có cách gì tính đếm được. Bất luận là thuộc về môn học nào, tâm pháp năng biến. Có khi chúng ta cũng nói năng sanh năng biến. Năng sanh cũng có thể nói trôi chảy, nhưng các vị phải nhớ kỹ, năng sanh chứ không phải năng hiện. Ý nghĩa của năng hiện và năng sanh không giống nhau. Năng hiện là chân tâm. Vọng tâm bất năng hiện, vọng tâm năng biến. Đem nhất chân pháp giới biến thành 10 pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Nó có công năng này. Vọng tâm này từ đâu mà có vậy? Đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Hư vọng là nói vọng tâm, không phải chân thật. Tại vì sao có hiện tượng này vậy? Là vì tập khởi. Ở trong Trung Quán Luận có một bài kệ nói rất hay, đều là nói đến cội nguồn của các pháp trong vũ trụ nhân sanh. Chư pháp bất tự sanh, diệt bất tùng tha sanh, bất cộng bất vô nhân thì cố thuyết vô sanh. Chúng ta có thể nói bộ Trung Quán Luận 500 tụng chính là nói rõ những sự việc này. Một sự việc này là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hiện tượng của tột nguồn muôn pháp, bạn hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, thì trong nhà Phật liền gọi bạn là Pháp Thân Bồ Tát.
chẳng khác gì nói bạn cầm được học vị này thì bạn là Pháp Thân Bồ Tát rồi. Đối với hiện tượng này hoàn toàn mơ hồ, mê hoặc, không hiểu gì, thì người này gọi là phàm phu. Phàm phu Phật và Bồ Tát không có sai khác, chỉ là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh có sự bất đồng trong nhận thức. Cũng giống như chúng ta hiện nay học ở trường vậy, bạn cầm được học gì tiến sĩ, họ cầm được học gì thạc sĩ. Có người không có văn hóa, ngay cả tiểu học cũng chưa học qua, đều là người, đều là như nhau, không có gì khác, chỉ là trên trình độ văn hóa có sai biệt bất đồng mà thôi. Ở trong Phật Pháp, mười pháp giới quả thật mà nói chính là sự khác nhau của trình độ văn hóa. Họ trải qua đời sống không giống nhau. Từ chỗ này chúng ta phải nhận ra, chúng ta phải sống đời sống tốt, phải đem phẩm chất đời sống của mình nâng cao lên. Dựa vào điều gì? Dựa vào giáo dục. Ngày nay trên thế giới còn có biết bao khu vực nghèo khó, chúng ta nhìn thấy họ sống đời sống khổ như vậy, làm sao cứu giúp đây? Cứu giúp vật chất là không giải quyết được vấn đề. Phải xây trường học, phải dạy họ, nâng cao trình độ văn hóa của họ, cũng chính là nâng cao phẩm chất đời sống của họ. Ở trong Phật Pháp gọi là giới hạn lớn. Chúng ta có thể từ cõi người nâng lên đến cõi trời, trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới, trời sắc giới nâng lên đến trời vô sắc giới. Từ trong sáu cõi nâng lên đến Pháp giới bốn thánh, từ Pháp giới bốn thánh nâng lên đến nhất chân Pháp giới, toàn dựa vào giáo dục. Pháp thế xuất thế gian không có ngoại lệ. Chúng ta phải có nhận thức này. Cho nên A-lại gia từ đâu mà có vậy? A-lại gia là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc là tàng thức. Tàng tức là bao hàm, tàng chứa các pháp. Chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng của các pháp. Thuật ngữ trên kinh Phật gọi là chư pháp lạc tạ ảnh tử. Người hiện nay gọi là ấn tượng. Chúng ta ngày nay từ sáng đến tối ở trong cuộc sống của đời này, cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc đều có ấn tượng. Ấn tượng này vĩnh viễn không bị mất đi. Bạn nói ấn tượng rất cạn, tôi không nhớ nổi. Tuy là không nhớ nổi nhưng mà cả thấy đều đưa vào hồ sơ lưu lại rồi. À là giả thức giống như là kho lưu trữ tất cả thiện ác, tất cả vô ký mà bạn đã tạo ra, hết thảy đều ở trong đây, vĩnh viễn không bị quên mất. Ở trên kinh Phật nói, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn kiếp, khi nhân duyên hội ngộ, nhân này chính là ấn tượng ở trong A-lại giới thức, hàm chứa chủng tử. Gặp được duyên thì quả báo này liền hiện tiền. Hiện tượng cực kỳ nhỏ yếu. Ý thức thứ sáu của bản thân chúng ta quả thật dùng tâm ý qua loa mà nói, nó không phải là lỗi. Ý thức thứ sáu là rất lơ là. A-lại gia là vô cục di tế. Ý nghĩa di tế tạo nghiệp, thường thường ý thức thứ sáu vẫn không phát hiện được. Nhưng mà kho lưu trữ đã lưu rồi, tốc độ lưu trữ vô cùng nhanh, là theo từng sát na. Nhưng mà những thứ này không có hình tướng. Ấn tượng không phải sắc pháp. Phật nói nếu như chủng tử trong A-lại gia thức, chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng. Ấn tượng nếu nó là sắc pháp, nếu nó là vật chất, thì sự tạo tác của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay
dù lớn như hư không cũng không chứa hết. Như vậy bạn mới hiểu được nghiệp mà chúng ta đã tạo ra là bao nhiêu. Chúng ta ở trong quá trình một đời người, trên đường Bồ Đề trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, làm sao có thể không có ma, không có nạn, không có chướng ngại chứ? Từ xưa đến nay, chúng ta tạo ác nghiệp quá nhiều, ác nghiệp chướng ngại chúng ta, thiện nghiệp cũng chướng ngại chúng ta. Thiện nghiệp dẫn chúng ta tới tham ái, ác nghiệp dẫn chúng ta tới sân hận, toàn là chướng ngại. Tham sân si toàn là chướng ngại rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Có mấy người tu tịnh nghiệp? Mấy người hiểu được tịnh nghiệp chứ? Người tu tịnh nghiệp sẽ không có chướng ngại nữa. Quả thật mà nói, đến khi nào mới tu tịnh nghiệp chân thật vậy? Thuần tịnh không xen tạp là pháp thân đại sĩ. Ở trong tịnh còn xen tạp ít phần bất tịnh là pháp giới bốn thánh. Sáu cõi ở trong pháp giới này luôn luôn là nhiễm nhiều tịnh ít. Phàm phu chúng ta, người chân thật tu hành rất tốt. Phân lượng nhiễm nghiệp xen tạp ở bên trong tương đối ít. Xen tạp khoảng 20-30%. Điều này ở người tu hành phàm phu sáu cõi là hiện tượng rất bình thường, đã là tương đối khá rồi. Như chúng ta hiện nay, trình độ này đại khái trên 95% là nghiệp nhiễm. Tịnh nghiệp của chúng ta chỉ có 2-3%, thậm chí là 1-2%, chỉ như vậy mà thôi. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Những thứ này quả thật là hư vọng. Tuy là hư vọng, nhưng nếu bạn không biết nó là hư vọng thì bạn sẽ bị nó hại. Thật sự biết nó là hư vọng thì bạn sẽ không bị hại. Bạn đã giác ngộ rồi. Cho nên mấu chốt ở chỗ này vẫn là mê ngộ. Khi mê thì bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh trói buộc. Bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh chi phối. Chúng tôi đưa ra một thí dụ vô cùng hiện thực. Thế giới trước mắt chúng ta, đây là hư vọng. Tuy nhiên chúng ta không biết đó là hư vọng. Chúng ta bị nó ảnh hưởng, khởi tâm động niệm, tất cả hành vi sinh hoạt đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân gì? Không biết nó là hư vọng. Nếu như thật sự biết nó là hư vọng thì chắc chắn không bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Bạn ở trong hoàn cảnh vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh của mình, bạn được đại tự tại. Đây là thật chứ không phải giả. Các tổ sư đại đức cư sĩ nhiều đời ở Trung Quốc, có không ít người chứng được cảnh giới này. Nghe như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Họ không bị hoàn cảnh làm mê hoặc, nên không bị hoàn cảnh chuyển. Họ ở trong hoàn cảnh có thể làm chủ. Họ có thể chuyển cảnh giới. Người thiện gặp được họ thì người thiện sẽ càng thiện hơn. Người ác gặp được họ thì người ác sẽ sửa mình hướng thiện. Họ chuyển hoàn cảnh,
chuyển hoàn cảnh nhân sự, và họ cũng có thể chuyển hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất có rất nhiều thiên tai, họ đến nơi đó thì thiên tai giảm thiểu. Chúng ta ngày nay nói gió bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, họ đến nơi đó liền giảm thiểu ngay. Đây không phải thần thoại mà là sự thật. Lý ở trong đây quá sâu, cho nên ở trên kinh Phật nói là mật. Nhà Phật không gọi là bí mật mà gọi là thâm mật. Lý này quá sâu. Lý càng sâu, chỉ cần bạn dựa vào phương pháp này, tuần tự từ từ mà tiến, bạn nhất định có thể chứng được. Khi chứng được thì gọi là hoát nhiên đại ngộ. Trên kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Pháp hữu vi chính là 94 pháp phía trước trong bách pháp, 6 pháp phía sau là pháp vô vi. Bất luận là tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, đều là chư pháp tập khởi. Tức cánh vô chủ, vô chủ là không có chủ tể. Tập khởi thế đạo chỉ duyên, Phật pháp vô cùng xem trọng duyên. Phật pháp nói duyên sanh, chứ không nói nhân sanh. Nói duyên sanh là vô cùng có đạo lý. Nhà Phật nói tất cả hiện tượng của vạn pháp, nói duyên khởi. Nhưng mà duyên khởi chắc chắn là tánh không. Tánh không tức là tất cánh vô chủ, vô ngã, ngã sở. Chân tướng của tất cả vạn pháp đều là như vậy. Cho nên nói vạn pháp như không, hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này. Nhà khoa học dùng phương pháp gì để nhìn thấy chân tướng này gì? Họ dùng phương pháp phân tích. Họ dùng cơ thể của một người, một vật thể để phân tích. Từ trong tế bào phân tích thành phân tử, phân tử phân tích thêm thành nguyên tử, thành điện tử, thành hạt cơ bản. Vì mới hiểu được cái thân này là không. Vốn dĩ toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Hiện tượng tổ hợp không như nhau. Có tổ hợp thành khoáng vật, tổ hợp thành thực vật, tổ hợp thành động vật, đều do một tổ hợp mà thành. Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ đạo lý này. Chẳng qua là phương trình tổ hợp không giống nhau. Lời nói này trên Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Theo như cách nói của người nước ngoài, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có hơn 2.500 năm rồi. Theo như lịch sử Trung Quốc ghi chép là hơn 3.000 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật nói trên Kinh Kim Cang, thế giới này là tướng nhất hợp. Các bạn thử nghĩ tướng nhất hợp là gì? Vật chất cơ bản là một, nhỏ như vi trần, lớn như thế giới. Thế giới ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu, là cùng từ một hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Tướng nhất hợp tổ hợp thành. Tổ hợp này khi duyên tụ nó liền hình thành, duyên tán nó liền tan rã. Tụ tán vô thường, nó đâu có chủ. Nếu nó có chủ thì tụ hợp rồi vĩnh viễn không tán. Đây mới gọi là có chủ. Tụ tán vô thường, biến hóa từng sát na. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Vì sao vậy? Hiểu thấu triệt rồi, bạn đối với pháp thế xuất thế gian chắc chắn không có tâm tham luyến. Vì sao vậy? Vì bạn biết đó là đồ giả.
Bạn tham luyến là mê hoặc. Bạn chấp trước muốn chiếm hữu là vọng tưởng. Vì sao vậy? Vì không thể được. Cái thân của chính chúng ta cũng không thể chiếm hữu. Vì sự chuyển hóa của tế bào biến hóa theo từng sát na, cho nên quả thật là vô ngã. Người thế gian chấp trước cái thân này là ta, đây là cái mê hoặc đứng đầu. Từ mê hoặc ngã mà sanh ra tự tư tự lợi, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tạo những tội nghiệp này thông thường nói là đọa lạc trong luân hồi. Đây không phải là đọa lạc, mà những nghiệp lực này của họ đem cảnh giới biến thành cảnh giới luân hồi, biến thành cảnh giới địa ngục. Địa ngục từ đâu mà ra? Tự mình biến ra. Không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu, mà tự làm tự chịu. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không phải do Phật tạo ra. Phật hoàn toàn không làm việc này. Ngài không làm những việc rỗi hơi này. Chúng ta giác ngộ rồi còn không làm chuyện rỗi hơi, Phật còn làm chuyện rỗi sao? Phật làm chuyện rỗi thì Ngài không bằng chúng ta. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Nói cho bạn biết, chân tướng sự thật là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Phần trước đã nói, nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị. Từ tâm tưởng sanh, cách nói này ở trong Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tôi cũng thường hay gặp một số đồng tu, họ hỏi tôi có quỷ hay không, có rồng hay không. Tôi đều gật đầu nói có. Tại sao có gì? Trong tâm bạn đang tưởng, nó từ tâm tưởng sanh mà. Chỉ cần bạn tưởng, nó liền hiện ra hiện tướng, vốn dĩ không có. Tướng này là do bạn tưởng mà ra. Bạn hàng ngày nghĩ quỷ thì đương nhiên quỷ sẽ hiện ra một núi thôi. Sau đó bạn mới hiểu được, ở trong tịnh nghiệp tam phước nói cho chúng ta biết tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả đó là gì? Niệm Phật là nhân, thanh Phật là quả. Phật cũng là tâm tưởng sanh. Ta hàng ngày nghĩ Phật, Phật liền hiện tiền. Tức là khi hạt cơ bản tổ hợp, nó sẽ theo tâm tưởng mà tổ hợp. Nó liền tổ hợp thế giới của Phật. Hàng ngày nghĩ quỷ thì sẽ tổ hợp thế giới của quỷ. Quỷ là gì? Quỷ là tham ái. Hàng ngày niệm niệm không quên tham ái, thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ. Niệm niệm sân hận, hận người khác. Thế gian không có người nào tốt, đều là người đáng ghét, đều là người đáng căm thù. Họ liền biến ra pháp giới địa ngục. Mười pháp giới đều là hư huyễn, không thật. Cho nên Phật nói mộng huyễn bào ảnh. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi, Phật mới khuyên dạy chúng ta nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Nên làm thiện, không nên làm ác. Sau khi hiểu rõ triệt để, mới thấy những lời Phật nói với chúng ta là lời chân thật, lời chỉ dạy chân thật, lời dạy bảo từ bi thương yêu đến cực điểm. Chúng ta mới biết cảm ơn. Ngã còn không có thì làm gì có ngã sở chứ. Ngã sở chính là những cái mà ta có. Căn nhà này là cái ta có, tài sản là cái ta có, địa vị là cái ta có, quyền lực là cái ta có, là đồ giả. Những cái mà ta có càng không có, ngã còn không có, huống hồ ngã sở. Cho nên nhà Phật nói thanh tịnh bình đẳng là từ chỗ này mà ra. Nếu bạn không hiểu đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được chứ? Bạn làm sao mà bình đẳng được chứ?
lúc nào cũng cảm thấy mình cao hơn người khác, người khác không bằng ta. Bạn không hiểu được đạo lý này. Khi biết được đạo lý này thì vạn pháp là bình đẳng, Phật cùng với ngạ quỷ là bình đẳng, với súc sanh là bình đẳng, với địa ngục cũng là bình đẳng. Và còn như vậy chúng ta làm sao mà không bình đẳng chứ? Chúng ta trên thì bình đẳng với chư Phật, dưới thì bình đẳng với địa ngục. Bình đẳng bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, chướng ngại đều không còn nữa. Bình đẳng là pháp giới Phật. Pháp giới Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương nói cho chúng ta biết, lý không có chướng ngại, sự không có chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây mới đích thực là đại viên mãn, đại tự tại. Cho nên bộ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này rất rõ ràng, dễ hiểu. Đoạn này là ý rất sâu, là nói lý. Nếu lý không rõ, không thấu triệt, thì thập thiện này dạy bạn, bạn sẽ không chịu làm. Vì sao vậy? Khuyên bạn, bạn cũng biết thiện là tốt, bất thiện là không tốt, nhưng thiện vẫn cứ làm không được. Tham sân si mạng là phiền não, thường hay lừa gạt người khác, biết không phải là việc tốt mà hằng ngày vẫn làm. Nguyên nhân là gì? Đạo lý này chưa có thấu triệt. Thực sự thấu triệt rồi thì chắc chắn không làm việc ác nữa. Người khác lừa chúng ta nhưng chúng ta không lừa người. Người khác phỉ báng, làm nhục chúng ta, hãm hại chúng ta, thế nhưng chúng ta dứt khoát không có ý nghĩ báo thù. Chúng ta vẫn cứ thành tâm thành ý, một mực thiện tâm đối đãi họ. Đây là bạn thực sự giác ngộ rồi. Tại vì sao không trả thù người ác vậy? Trên Kinh Phật nói đây là kẻ đáng thương xót. Họ rất đáng thương, họ hồ đồ vì không biết chân tướng sự thật. Bạn không nên chê trách họ. Đó là như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, do hoàn cảnh của họ không tốt, không gặp được người tốt, người trước bất thiện, vô tri, không biết đạo đức, không có người dạy họ, thù vô quá giả là không nên chê trách họ. Hành vi của họ đối với ta xấu xa hơn là đúng, là phải như vậy. Chúng ta hiểu rõ, nhưng họ không hiểu chúng ta. Vì vậy chúng ta nên tha thứ cho họ, dứt khoát không có một ý niệm nào nghĩ đến báo thù, vẫn cứ thành tâm thành ý đối đãi người ta. Cho dù bạn sống bị họ hại chết đi nữa, hại chết thì rất tốt, chết rồi chúng ta nghe đó sanh thiên, chúng ta sanh thiên sớm hơn vậy. Cảm ơn họ còn không hết, sao bạn lại có thể trách họ chứ? Sở dĩ bạn không hiểu đạo lý này nên bạn mới có tâm oán hận. Bạn hiểu rõ đạo lý này thì oán hận không còn nữa. Họ hại ta chết là để ta sanh thiên sớm hơn một chút, đổi hoàn cảnh tốt hơn. Chỉ có người đích thực thấu triệt hiểu rõ họ mới biết được. Không hiểu không được, chúng ta cứ luôn bị đọa lạc ở trong đây. Cho nên ba câu đáng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, là nói A là gia. Vô ngã, vô ngã sở. Chữ vô này là phải nói liền lại, vô ngã sở. Đây là hiện tượng sự thật, không chỉ là chân tướng của sáu cõi và mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Phật chỉ một câu là nói tột rồi.